chưa có chuyện thay Park triệu tập Alexander Đặng vào đội tuyển Việt Nam. Một số trang tin sáng nay đã đăng tải thông tin đáng chú ý cho rằng tiền đạo Việt Kiều Alexander Đặng sẽ được triệu tập cùng đội tuyển Việt Nam cho giải giao hữu quốc tế Kings Cup tại Thái Lan. Ngoài ra, Jason Pendant, hậu vệ cánh trái sinh năm 1997 đang đá tại List 2 cho Sochok, nhiều khả năng cũng sẽ được gọi. Tuy nhiên, theo nhiều thông tin mà phóng viên tìm hiểu, thì hiện tại huấn luyện viên Park Hang-seo chưa có bất cứ động thái gì liên quan đến danh sách đội tuyển Việt Nam cho giải đấu diễn ra tận tháng 6 tới. Hiện tại, nhà cầm quân người Hàn Quốc đang phối hợp cùng các trợ lý của mình để chia nhau theo dõi các trận đấu tại Village, qua đó có thể tuyển được những cầu thủ có phong độ tốt nhất cho đội tuyển Việt Nam. Ngoài ra, huấn luyện viên Park Hang-seo cũng dựa trên những mối quan hệ thân quen để nắm được tình hình thi đấu của bộ ba cầu thủ đang chơi ở nước ngoài là Văn Lâm, Xuân Trường và Công Phượng. Riêng trường hợp các cầu thủ Việt Kiều đang chơi ở châu Âu thì hiện tại chưa hề có thông tin nào khẳng định rằng huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ triệu tập họ vào đội tuyển Việt Nam ở giải đấu giao hữu sắp tới. Bản danh sách của đội tuyển Việt Nam cũng chỉ xuất hiện ở một thời điểm tháng 5, tức là trước giải Kings Cup đúng một tháng. Tại Kings Cup 2019, Việt Nam sẽ gặp El Salvador. Đây là đội tuyển ngoài châu Á đầu tiên mà huấn luyện viên Park Hang-seo giáp mặt khi dẫn dắt đội tuyển Việt Nam. Trong khi đó, chủ nhà Thái Lan gặp Ấn Độ, hai đội thắng sẽ gặp nhau ở trận chung kết. Giải Kings Cup sẽ diễn ra từ ngày 5 đến ngày 8 tháng 6 ở Thái Lan. Liên quan đến các cầu thủ Việt Kiều, trong buổi họp báo gần nhất, huấn luyện viên Park Hang-seo có nói rằng Về mặt cá nhân, tôi hoàn toàn hoan nghênh các cầu thủ Việt Nam sinh sống ở nước ngoài có thể thi đấu cho đội tuyển quốc gia. Nhưng chúng ta cần phải thẳng thắn với nhau rằng, để có thể làm được điều này cần phải trải qua một số công đoạn trong quy trình đưa cầu thủ Việt Kiều lên đội tuyển quốc gia. Đầu tiên là thủ tục giấy tờ, rồi trao đổi với ban lãnh đạo của đội bóng. Thứ hai là chúng tôi sẽ phải đánh giá năng lực, tư chất giao tiếp và chuyên môn của các cầu thủ để xem họ có thể đáp ứng được yêu cầu góp mặt trên đội tuyển quốc gia hay không.